Hello, kênh giáo của tôi, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì tôi chạy quay trên con đường thành phố Giá cho cô chú mọi người xem. Tầm giờ này là 17 giờ chiều đó, tức là 5 giờ chiều với cô chú anh chị. Thì con đường này là con đường chạy qua con đường 3 tháng 2. Bên tay trái chúng ta nhìn thấy đây là showroom nội thất ở khu thị Quốc Cường. Xung quanh đây thì cũng có khá nhiều quán cà phê và điểm ăn sáng và những cái quán buffet. Tầm giờ này chưa đông người đâu cô chú anh chị. Khoảng tầm khoảng là 19 giờ tới 7 giờ tối đó. Là khúc đó lúc này ra người ra mấy bạn học sinh hay là mấy bạn chơi trẻ đó đến đây chơi ăn uống. Còn khu này là khu công viên. Đây là khu công viên. Phía trước bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không? Bệnh viện đa khoa Am Trọng đó. Cái con đường 3 tháng 2 mà con đường ở trong khu thị Phú Cường khá là đẹp nha. Chính giữa con đường này là hàng cây phượng. Tầm về đêm á, những khu đèn chớp nháy trên thân cây phượng thì người ta quấn trên đây nè, chớp nháy rất là đẹp. Về chiều thì chưa có đèn đâu, tối mới có mở đèn lên. Đây. Không chỉ vậy thì xung quanh đây cô chú anh chị thấy nè, có nhiều hộ kinh doanh gì đủ thứ cho mặt hàng luôn. Trang trí nội thất ô tô, phòng khám hàm, răng hàm mặt, quán ăn. Còn bên đây cũng vậy. Này đầy đủ hay không? Giờ tôi ra không khỏi khu đô thị Phú Cường rồi cô chú anh chị. Có cổng chào khu đô thị Phú Cường nè. Đây là một cái quán điểm ăn nhậu. Đó, quán ốc chiến. Ăn uống luôn đó có. Không chỉ vậy thì đây cũng có một cái quán mà quán buffet lẩu nướng tốt nè. Và đây kế bên là cây xăng. Và rồi đây là ngã tư đường này xanh đỏ giữa đường Lê Hồng Phong và đường 3 tháng 2. Con đường Lê Hồng Phong nè. Và kế bên là một cái pizza. Mọi người có thấy con đường 3 tháng 2 khá là rộng không? Rất là nhiều xe ta lưu thông trên đây. Còn phía bên tay trái đây là kho bạc nhà nước này cô chú anh chị, kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang nè. Cặp bên là bảo hiểm. Khá là lớn nha. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang. Còn phía đây nữa là công viên. Công viên Trần Văn Khải. Đây, công viên Trần Văn Khải. Nói chung nó phải là đây là một quảng trường Trần Văn Khải mới đúng. Còn công viên là công viên bên đây nè. Hôm nay mưa quá, lượng mưa nó ướt đầu, nước đọng còn trên đây nữa. Đây là công viên Trần Văn Khải. Còn bên đây là quảng trường Trần Văn Khải nha cô chú anh chị. Thì tầm giờ tối á, thì quảng trường Khải thì mới khá nhiều người đến đây để vui chơi. Đó là có nhiều bạn trẻ, mấy đứa bé nhỏ đó lại đây chơi. Tại vì nơi đây có xe điện và xe đạp điện. Để mọi người dắt mấy bé lại đây chạy với con đường trong cái quảng trường đó. Thì phía này là buffet lẩu nướng. Đây, đường phố Nhật Bản nha. Ở đây có nhiều quán bò buffet lắm. Có quán Sowon đó nè, lẩu nướng đó nè. Còn đây là quán ăn uống nhậu nè, quán lẩu nướng luôn, hải sản gà đá nè. Cặp bên là có quán cà phê, quán bánh xèo. Ở phía bên trái đây là bán vật liệu. Nói chung là bán đủ thứ nha. Nói chung quanh hộ kinh doanh ở đường băng 2 khá là nhiều.
Đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường 32 Nguyễn Văn Cừ này cô chú chị. Đây là khách sạn Tâm Hùng. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào khu ăn uống ẩm thực rồi đó cô chú chị ơi. Khu này tầm về đêm người ta ăn uống đến đây ăn uống rất là nhiều. Nói chung ở khúc này bán đầy đủ hải sản, lẩu bò, lẩu dê. Đó, khu này. Đây như là dê Tứ Xuyên nè. Đó, như cô chú chị thấy. Ốc lẩu nướng nè, quán 199 nè. Còn ở đây tôi thấy đa số ta đến lẩu dê Đức Tài nhiều nè cô chú anh chị. Đây lẩu dê Đức Tài nè. Và khúc ngã tư này thì cũng có lẩu dê nướng ngự nè cô chú anh chị. Lẩu dê nướng ngự rất là ngon nha. Và xung quanh bên trái này nữa là lẩu mắm Châu Giang. Đó, quán nhậu đầy đủ ăn uống. Còn khúc bên tay phải này là lẩu nướng nè à. Tập quen đây có quán cà phê và nhà hàng Victory. Hôm nay có quán số 1, quán ăn nhậu, quán lẩu không có nha. Quán ăn nhậu thì cũng có lẩu nữa mà một cái quán này cũng khá nổi tiếng. Ở trên đường Lạc Hồng mới về xuống đây. Còn đây là ngã tư đường giữa đường Đống Đa và đường 3 tháng 2. Đó, tổ chức chị thấy. Khu rồi đó, một khu 3 tháng 2 cũng khá nhiều là quán ăn uống nhiều lắm nha cô chú anh chị. Đây là cái ngân hàng Việt Tin Banh. Cặp với con đường bên góc trái này là một cái quán ăn uống nè, quán ăn nhậu là quán 77. Đây cũng đây quán Đại Dương nè. Đó, quán bán hải sản tươi sống. Đây là vòng xoay Lạc Hồng và đường 3 tháng 2. Đây là khu công viên nè. Đây là Lạc Hồng nè mọi người. Đây là thư viện nè, nhà sách thư viện tỉnh Kiên Giang nè, rất là lớn. Tối về này thì có cái quán nhỏ đó bán vỉa hè đó. Cặp bên đây thì một cái quán ốc 68, quán ăn nhậu cũng khá là đông người nha. Ở khu này bắt đầu là khu ăn uống nữa nè. Mấy bạn thấy không đó. Quán mì cây, ẩm thực Thái Lan, Nhật Hàn nè, đầy đủ hết mọi người ơi. Này là đây quán thi 102 nè, ốc hải sản đồ tươi sống ngon luôn nè, cặp bên lẩu dê bò tơ nè. Không chỉ vậy thì ở đây cũng có một cái quán ốc thi quán 102 nữa nè. Rồi còn đó thì còn một cái quán gốc quán cà phê ở đây là rất là đẹp nè, cà phê Vin nè. Rồi đây là một quán nhậu 168. Tầm về đêm mới đông người vậy cô chú anh chị. Giờ này chưa có ai đâu. Còn đây là một cái ngã tư đường Nguyễn An Ninh.
và đường 3 tháng 2. Đây đối diện quán cà phê, quán nhậu lẩu nhiều lắm. Còn đây là karaoke, karaoke Go Xe và karaoke 36 cặp cái bên luôn nha cô chú anh chị. Cũng khá nổi tiếng trong ở thành phố Giá này. Mọi người đến đây xem nha và ăn uống nha. Đây thấy không, mọi người thấy không, xung quanh rất là nhiều hộ kinh doanh. Tầm giờ chiều này bắt đầu người ta lại đây ăn uống thưởng thức lai gai đó cô chú chị, ẩm thực nè, quán ốc này, quán ốc 102 nữa nè. Đây lẩu dê Lộc Thọ. Đây là ngã tư đường, đường Chi Lăng, đường 3 tháng 2 cô chú chị. Rồi chúng ta lên đường tiếp thôi. Chạy trên con đường này chúng ta nhìn bên tay trái thì thấy đây là một cái siêu thị. Cái siêu thị lúc trước là siêu thị Metro, bây giờ không phải là siêu thị Metro nữa, thay đó là siêu thị Meramarket, siêu thị của người Thái Lan đó, bán đồ Thái không à. Thì trong đó có Thái với Việt nữa. Còn đây là nhà sách Kiên Giang. Cặp bên nhà sách là một cái trường trung học cơ sở Nguyễn Du nha mọi người. Rồi đây là dòng xe đường Cô Bắc giao nhau đường 32. Đó, chúng ta chạy quẹo trái thì chúng ta đi xuống khu lấn biển, ở bờ kè khu lấn biển, chạy thẳng qua khúc đối diện cái dưới cầu 32 này thì chúng ta thấy là một đây là siêu thị Vincom nè, Vincomland nè. Còn đây là cầu 3 tháng 2 nha. Đối diện cái cầu 32 thì có một cái khách sạn Hòa Bình ở Gạch Giá này. Nhìn xuống cầu 32 thì đây là con đường đi, đường quen bờ biển, khá là đẹp nha mọi người. Trên cầu này lúc này gió mát lắm. Gió quá mọi người ơi. Thôi mọi làm buồn buồn hứng gió mát rồi ngồi ngắm hoàng hôn cảnh biển ở đây rất là đẹp nha. Khá là mát mẻ luôn. Đó chúng ta cầu 3 tháng 2 này là giao nhau giữa hai khu. Hồi nãy chúng ta đang chạy khu lấn biển, bây giờ chúng ta chạy xuống đây là khu qua biển nha mọi người. Vẫn là con đường 3 tháng 2. Đây con đường 3 tháng 2. Tôi quay con đường này có nhiều quán cà phê và điểm tâm ăn sáng rất là nhiều nha mọi người. Nhiều hộ kinh doanh tại đây lắm. Và đặc biệt là nơi đây có nhiều đại lý chi nhánh bán vé tàu cao tốc đi từ Gạch Giá qua Phú Quốc và các hòn đảo trong khu vực thành phố Gạch Giá ở trong vực tỉnh Kiên Giang á. Mọi người thấy không, nơi đây giờ rất là phát triển khu qua biển này. Bữa nào có gì tôi quay vòng vòng hết khu qua biển này cho mọi người xem. Đây là cống sông Kiên nha mọi người, một cái cống khá là rộng như cái cầu đó. Đó, song song cái con cầu này là một cái nếu chúng ta qua cái cống sông Kiên này thì chúng ta xuống bến tàu nha, bến tàu Gạch Giá đi ra Phú Quốc đó cô chú chị, ra hòn đảo hòn đó. Đó bên đây là cái cầu sắt đi bộ bên bển đó, chú chị hướng nhìn ngang đó.
đây bến tàu Phú Quốc, đi ra Phú Quốc nè, bến tàu Bạch Giá này cô chú anh chị, gọi là cái cảng tàu Bạch Giá đó. Chúng ta đón bến đây và đi qua Phú Quốc, qua Hòn Sơn, qua Kiên Hải. Còn cái này là trụ sở cảng vụ hàng hải Kiên Giang nha. Rồi chúng ta chạy đến một cái vòng xoay, một vòng xoay chúng ta đi đến một con đường khu Tây Bắc và con đường Lý Thường Kiệt và ta phải nha. Đây nếu chạy vô thẳng đây là con đường vào khu Tây Bắc nè mọi người, mà tôi không vào nha. Bây giờ chúng ta chạy vào con đường Lý Thường Kiệt cho mọi người xem. Và con đường 3 tháng 2 tới đây là nhiêu đây đó mọi người. Bây giờ chúng ta đi còn con đường khác. Đây con đường Lý Thường Kiệt nè, một nơi khá là đông người và nhộn nhịp, nhiều tiệm tạp hóa buôn bán ở đây. Mọi người thấy không, rất là nhiều tiệm tạp hóa buôn bán bánh trái đều. Rồi thì kênh Giá Quê Tôi cũng cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Thì video tôi xin kết thúc tại đây. Mong rằng cô chú anh chị nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh Giá Quê Tôi nhé. Kính chào cô chú anh chị.